anh nói à, anh không được, em chấp nhận. Chấp nhận đau một lần đúng không? Dạ đau một lần không phải đau vậy rồi. Thà anh nói chứ anh đừng có mà kiểu mà anh đi như vậy. Anh đi anh không nói từ nào mà nói ừ, vợ chồng mình không hợp nhau nữa, không sống với nhau nữa, không bao giờ anh nói. Thà nói ờ giờ hai chồng mình á không hợp nhau nữa, anh ra đi, anh sống với người khác, em chấp nhận. Chứ mà còn à, anh mà đi đi về 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 em không đồng ý. Đó, thì em nói vậy, nếu mà anh có xem được cái đoạn video này thì anh suy nghĩ kỹ, anh điện, anh không về bây giờ anh điện với em một câu cũng được nữa. Tội nghiệp một người con gái. Nói thật là em lo cho anh vô lắm, anh rất có lo cho em lắm, nhưng mà em lo, nhưng mà em nghĩ cái thời tình nghĩa vợ chồng anh đã cũng có một đứa con rồi. Nói cái thứ hai nữa anh cũng không có lo gì cho em tiền bạc hay là nhà nông gì hết. Những lúc... Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây nhất thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận phải nói là đa số rất nhiều, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm vợ, đặc biệt là rất nhiều các chị vợ ôm tiền ôm vàng ôm bạc đi theo mấy người đàn ông khác. Nhưng mà hôm nay một cái câu chuyện là một ngày chủ nhật thì trái ngược lại, là hôm nay một em gái hiện nay về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm chồng. Nhưng mà câu chuyện là tìm chồng này cũng hơi lạ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Dạ em chào. Em cho anh biết là em tên gì? Dạ em tên Lê Thị Như ạ. À. Như hả? À? Như dạ. Nhiêu tuổi đấy em? Dạ năm nay em 40. 40 hả? À? Em nguyên quán ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Tháp ạ, huyện Cao Lãnh Đồng Tháp ạ. Ồ xa vậy hả? Dạ. Rồi em cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy em? Dạ em nhờ đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thành Hải là đi tìm chồng em, tại vì chồng em á là có người ngoài ở bên ngoài. Úi giời. Dạ rồi trong khi đó rồi có đi một thời gian tháng trước đi cỡ lỡ lễ 30/4 rồi ảnh cũng có quay về một lần hai lần. Rồi mới gần nhất đây là ảnh về ảnh ở được 2 tuần. Rồi quay lại là ảnh cũng quay lại, em đi màn công ty em không có ở nhà, rồi ảnh cũng ở nhà không có đi màn gì hết. Nó rồi quay lại ảnh nằm cái đầu chiều cái em về em điện thoại vậy, nói anh đi nhậu thôi. Rồi tới chừng về á là em điện thoại nhắn tin thì ảnh cũng chặn cuộc gọi, không nghe máy và tất cả những gì của em hết. Và của con luôn. Dạ rồi trước khi đó là ảnh đi đó là ảnh có đi ôm của em là một chiếc xe radio, tại vì trong khi đó là em đi mằng công ty em mua trả góp cho ảnh chạy đi mằng. Đó rồi ảnh đi là ảnh ôm của em một chiếc đó. Rồi bây giờ em á nhờ đội hiệp sĩ á, Nguyễn Thanh Hải á để tìm ảnh về, nếu mà còn thương vợ thương con gia đình thì anh nên quay về á, thì em chấp nhận em tha thứ hết. Còn nếu mà anh còn dây dưa sống với người nhân tình thì em nhờ á là đội anh hiệp sĩ Hải á là giải quyết cho em, là kêu chồng em phải giải quyết lo xe em về, tại vì xe em đứng tên. Dạ em cho biết này, chồng em họ tên đầy đủ là gì? Dạ Trần Văn Úc. Trần Văn Úc à? Dạ. Chồng em nhiêu tuổi rồi? Dạ chồng em là sinh năm 1989 á. 89? Dạ 36 tuổi. À, vậy là em lớn tuổi hơn chồng hả? Dạ lớn hơn 4 tuổi. Ồ. Dạ trước đây mình có chồng chưa? Dạ lúc trước em có lập hết một gia đình rồi. À. Em có một thằng con trai riêng đồ bé rồi, đúng không? Dạ rồi sau này em mới ở với ảnh là có thêm một đứa con riêng 15 tuổi. À. Là em có giấy kết hôn đàng hoàng. Ừ. Dạ thế là hai vợ chồng là sống chung với nhau, là có mấy người con chung rồi? Dạ có một đứa con chung. Trai gái? Dạ trai. Đang ở với em hả? Dạ đang ở hết em. Ừ. Dạ vậy là em đang làm công việc gì? Dạ em làm công ty dạ da. Còn chồng em? Chồng em làm bằng hồ ở ngoài. Ồ. Dạ rồi bởi vì ảnh mới đi ăn nhậu chơi bời nên ảnh mới thanh tật như vậy đó. Dạ em thì tại vì em cũng đi mặn không, em cũng đâu có quan tâm gì, thì vợ chồng nghĩ mình đi về vậy thôi. Ừ. Nhưng những lúc về gần đây là ảnh đối xử với mình rất tốt đàng hoàng, mình không nghĩ là ảnh bỏ đi lần nữa. Ừ. Đó rồi sau này á trước là... bỏ đi á là em tìm được hay tự về? Dạ tự về. Ôi kiểu dạ. Như là em á là cũng em cũng nói thẳng luôn là ở trên này luôn, trên cộng đồng mạng luôn. Ừ. Là lúc trước em cũng có điện hỏi anh Nguyễn Thanh Hải. Ừ. Rồi sau này á là em không có điện được ảnh, em mới nhờ những cái điện thoại của người bạn của ảnh á. Ừ. Là em mới nói nếu mà anh không về giải quyết á thì em sẽ đến đó, là em sẽ nhờ những anh đó là cũng như đi đến tìm anh vậy đó. Ừ. Rồi ảnh mới quay về, ảnh nghe là những cái đó là ảnh mới quay về. Ừ. Rồi quay về sau này á ảnh cũng còn tới lui là ảnh nói là cho anh giải quyết với người đó là 3 ngày 4 ngày gì đó anh về. Đó rồi cái ảnh cũng về, ảnh cũng về cái quay lại sáng anh đi nữa. Về đêm đó rồi sáng anh đi nữa. Đi nữa cái đầu cái ảnh mới nói á là ảnh đi mằng sáng đi chiều về. Cái tới chừng chiều 5 giờ rồi em mới mằng công ty em tăng ca, em mới là nhắn tin hỏi anh về chưa. Lặng im gu, tại vì em biết nếu mà ở bên cái người đó là không bao giờ gọi em hay nhắn tin nha, trả lời cho em những cuộc gọi nào hết. Là em hiểu là em biết là ảnh đang ở với người đó.
Rồi sau này cái ảnh 3-4 ngày sau ảnh trở về cái lại ngủ đêm lại đi nữa. Là kiểu như là cái đó là coi như một cái quán trọ, là ảnh đi đường là ảnh về ảnh tạm chân sao. Em không chịu, em có nói gặn với ảnh là nếu mà anh thương vợ thương con thì bỏ hết tất cả đi về với vợ với con, còn nếu mà anh đi như vậy thì em không đồng ý đó. Rồi cái sau này cái ảnh mới hứa với em là chuyến này bỏ thiệt. Rồi có gọi với người đó luôn, gọi Zalo với người đó là có. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cà rô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Cái mặt em là từ bỏ cuộc chơi đó, là nói với con nhỏ đó là mình không hợp nhau nữa, mình chia tay, tôi về tôi sống với gia đình. Là tầm là hai tuần lễ vừa rồi đó, là anh mới đi hôm bữa thứ tư là ngày như 28, 27 tây là mới đi, tới nay là 4 ngày đó. Đó, rồi thành ra cái em cho anh hỏi này, trước đây chồng em đi là đi lâu không? Dạ đi 1 tháng. 1 tháng luôn hả? Dạ. Tháng đấy về sau là tự về, xong là lúc em gọi điện em nói như vậy là phải về. Dạ về. Về có đem về cho em ít tiền nào? Dạ không có cái gì hết, vẫn về là em vẫn lo ăn uống đầy đủ, không có lo cho em gì, không đi mặn luôn. Em cũng nghĩ là thôi bây giờ lỡ rồi phải không, là vợ chồng á. Về thì... cho em là lúc bây giờ em về phục hồi sức khỏe cho chồng lại. Cũng như là mình nghĩ là hàn gắn tình cảm lại. Nó tại vì lúc trước em nó cũng nói thật luôn là ảnh cũng ít có màn ảnh ăn nhậu chơi bời, lâu lâu mới đi bằng ngày ngày đủ anh xài thôi. Còn cái việc chi tiêu là em bằng công ty em tự lo. Đó, rồi ảnh cũng không có lo gì cho em, nhưng mà vợ chồng có con có cái rồi thì em không có muốn bỏ. Đó, em cũng nhắn nhủ những lời là hôm ấy về được mấy ngày đi? Dạ về cũng được dạ tầm 2 tuần vừa rồi. 2 tuần. Dạ. 2 tuần là 2 tuần tới nên là mình thấy cái tình cảm tình yêu nó có mặn mà. Dạ cũng rất là bình thường, lo lắng cho em, thương yêu em, rồi đi đi đâu cũng gọi cho em, nếu mà đi tới chỗ nhậu cũng gọi cho em, bất cứ đi đâu cũng gọi cho em là mình không có nghi ngờ. Đó rồi cái việc vừa cái bữa đi đó là cũng đi mằng, là giấc trưa ảnh nó nói là ảnh đi mằng, là sáng em cũng nói đi mằng thì đi. Cái ảnh cũng đi mặn với chưa ăn cơm á, em ra ca ảnh cũng điện cho em là hỏi em ra ăn cơm chưa. Cái em cũng nói là ra ăn cơm rồi. Cái điện hai vợ chồng cũng nói chuyện, nó cũng hỏi em chịu ăn uống cái gì, em cũng nói chịu ăn cái gì cũng được. Cái quay lại vậy chiều ảnh cũng về làm cơm. Nó tóm lại là em có điện cho thằng con nhỏ nhà đó là nói là cha có làm cơm nước, rồi cha đi nhậu nó, rồi em mới nhắn tin là hỏi là cũng như là mình biết là đi nhậu rồi, nhưng mà mình hỏi là nhắn tin hỏi anh về chưa. Cái nói là đi nhậu nữa rồi, là cũng trả lời tin nhắn em như vậy. Rồi cái em mới hỏi là nhậu đâu nữa trời. Là từ đó là đến tối tới giờ em tăng ca 8 giờ phải không, là tầm 7 giờ rưỡi là anh đã chặn cái cuộc gọi của em luôn, không bao giờ em gọi em nhắn tin được. Ôi luôn trời ơi. Là em biết là nghỉ ở tại đó. Cái quay lại á, cái em có lên cái Facebook của con gái của nhà đó phải không, rồi cái tối nhỏ đó mới điện với em, là lúc đó chồng em đang ở đó, nó điện em là nó nói là hiện giờ nó đang ở ngã tư Hòa Lăng đó. Nó nói như vậy đó. Cũng như là nó thách thức em là kiểu như nó nói là nó cũng biết điều lắm. Em nói biết điều dữ chưa, biết điều mà đi cướp chồng người ta làm như vậy. Mà con nhỏ này nó già hơn chồng em nhiều lắm, em có hình con nhỏ đó mà. Úi giời, lại già hơn. Già hơn, lại lớn tuổi hơn nữa. Không phải, em nói thiệt, em nói không phải là em nói tốt gì, tuy rằng em không có được đẹp, nhưng mà điều ăn thua cái tấm lòng của con người thôi anh. Chứ rồi. Đẹp thì em nói tóm lại đẹp, ai chọn đẹp cũng được. Nhưng mà em biết chồng em là cũng đến với người này cũng là một cách là lợi dụng thôi, chứ cũng không có thương yêu gì. Nhưng mà em muốn thôi chồng em quay đầu về. Vẫn tha thứ. Vẫn tha thứ. Cái gì em cũng bỏ qua được. Chồng em là từ trước giờ không lo gì cho em đâu, tiền dạ, bạc. Dạ, không lo, nhưng mà em vẫn thương chồng thì ôi mình phải chịu. Ôi, sao khổ dữ em. Dạ. Đó, rồi bây giờ là trước mắt thì anh có đi lấy em chiếc xe vậy, nếu mà sự ảnh sống với người đó. Thì em nhờ hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải là phải là nếu mà anh còn dây dưa người đó thì anh phải lo xe về cho em. Em cho anh biết là cái xe Valio màu gì? Dạ màu xanh. Biển số mấy? Biển số thì em không có để ý biển số. Nói thật, cũng như em mua rồi em đưa cho chồng em cái vụ thế là, em giờ. Thế là em đi xe gì? Dạ em không có đi xe, em đi bộ. Ôi giời ơi. Tại vì em làm công ty ở gần chợ, em đợi bộ không. Nhưng mà thương chồng, mua cho chồng dạ. Chiếc xe. Nói tóm lại là thương tất cả hết, không có chờ để thu thiếu với bạn bè. Nói nhưng mà chồng em đối xử với em vậy đó. Vậy là chồng em trước đi về một thời gian là có ăn năn hối cải không? Có hứa? Cũng hứa với em là bỏ hết tất cả rồi em về em hỏi có điện đài nhắn tin gì không? Ảnh nói là không. Rồi hỏi nhỏ kia có điện không? Nói nhỏ kia có, mà nói là thôi tôi về với vợ rồi, cũng nói với em như vậy đó thì em tin như vậy. Không ngờ là những lúc mà không có gì mà đáng nghi hết anh.
Tại vì trong khi đó em đi làm công ty em đâu có mà ở nhà mà để mà theo dõi mà hay mình giữ được chồng đâu anh. Tại mình đi làm mình còn kiếm sự sống mà. Ê, khổ nhỉ. Nó giờ con em mới nay 15 tuổi nó cũng bư quà, nó cũng đi bằng tiếp giúp em rồi. Như còn nhỏ mà nó còn đi bằng như vậy đó mà ảnh không biết nghĩ thương. Mà ảnh đi làm như vậy. Em hôm nay em đến đây á là em tìm á, nếu mà anh còn thương gia đình á thì anh quay về với vợ với con em tha thứ hết. Còn nếu mà anh còn dây dưa với người đó thì anh nên đem xe em về. Đó. Ê, khổ thôi. Chứ em không thể nào mà em mắc chồng rồi em không để mắc của nữa. Tại vì xe đó là tên em đứng mà anh đâu có đứng gì đâu. Em mặn em trả góp, em đứng mà em trả góp đó anh. Em mua xe lâu chưa? Em mua nay là cũng được 2 năm rồi. Trả hết tiền chưa? Dạ trả hết. Anh tên đi mua xe 47 triệu mà em trả gần 80 triệu là anh nghĩ như thế nào? Ôi. Mà anh có thương em cái tại sao mà xe Honda trả góp mà mắc vậy hả? Tại xe quay đi ôm trả cả năm rưỡi đó anh. 47 triệu dạ. Mà trả thành 80 mấy triệu? 7 mấy triệu cả. Trả 7 mấy triệu? Dạ. Gần 80 triệu? Dạ, mỗi một tháng là em trả là... Vậy là tiền lời hơn 20, tiền lời là hai mấy chỉ cần 30 dạ, triệu? Dạ thì đó em mới tính em mới nói với ảnh vậy đó. Em nhưng mà lời dữ vậy hả? Em mới nói với ảnh là anh ơi cố gắng lên lo bằng tiếp em. Nhưng mà ảnh không có tiếp em đóng một tháng nào. Tự em đóng luôn rồi cái năm vừa rồi á thất nghiệp nữa đó rồi em vừa ăn vừa lo nhà trọ ảnh cũng đâu mà tiếp em được mấy? Đúng rồi vô bốn mấy hả dạ lúc đó là em mua 47 triệu 400 ngàn đó bà Leo 150 đúng không 160 125 thôi 125 à dạ bà Leo của Thái hay gì chắc của Thái hay gì cái vụ đó em bà Leo xe nhỏ con hay xe bự con xe bự con à xe bự à xe bự xe Việt Nam rồi dạ xe đấy xe 160 chứ mà 150 xe 160 đó em mua là người đó nói là 125 thôi 125 hả dạ ồ thế là cuối cùng là trả gần 80 triệu dạ trả gần 80 triệu của mình em sao mình không đi mua xe cũ 20-30 triệu thôi mà mình mua xe gì mà đến 70-80 triệu rồi tại vì á là em cũng nào giờ cũng không biết vụ đó kiểu như là thấy vậy cái mua rồi cho chồng trả góp cũng như chạy mua xe 10 triệu mười mấy triệu là chạy ok kê rồi mua xe chi tại vì em cũng nghĩ là mình đi lên đây bằng mấy năm trời rồi mình cũng muốn chơi một chiếc xe ngon tại vì lúc trước em chạy xe Trung Quốc của Bắc thôi và em mới là thấy chồng em vậy thôi mới cho bằng người ta đúng không dạ muốn bằng có người ta nên chịu trả góp như vậy nhưng mà chồng em có nghĩ thương em đâu em cho anh hỏi hiện nay em có sợ mất chồng không? Thì chồng em cũng sợ em thương mà. Tại nếu mà em không thương là nếu anh gì là em bỏ. Nó thì em thương em mới đến đây em mới nhờ nếu mà anh còn thương vợ thì em về em bỏ lỗi hết em tha thứ hết thì về. Nhưng mà nếu mất xe rồi thì có thương không? Thì nếu mà xe thì em biết xe không mất xe. Nhưng mà nếu mất nếu cho người ta rồi người ta lừa mất rồi hoặc ăn mất rồi. Thì em cũng vẫn nếu mà anh thay đổi bỏ hết tất cả về bỏ lại vợ chồng bằng lại từ đầu lo lại. Đó. Chồng em tướng thì nhìn cũng to con chứ đúng dạ, không? Dạ, ừ, con ấy lắm. Này là mà lại nằm biếng thế này thì nói tóm lại là anh có màng lắm, anh đi nhậu là nhiều. Ôi nhưng dồi, hồi lúc trước thì anh ơi. Nhậu lắm nhưng mà lúc này ngày nào anh cũng nhậu luôn nhưng mà em cũng chấp nhận nhậu mà. Nhậu tiền ở đâu mà nhậu? Dạ. Tiền ở đâu? Thì cũng đi tới bạn bè nhậu thì đi đầu này đầu kia em cũng không biết tiền đâu nhưng mà ngày nào cũng nhậu vậy. Nhậu ké, nhậu thiếu, nhậu dạ. Nói chung là đủ vấn đề đúng không? Dạ, nói tóm lại là nhiều khi ảnh đi mượn ở đâu, ảnh ăn nhậu mình không biết. Mỗi đó. Lúc mà nhậu say xỉn về có quậy không? Không, ảnh rất là cái điều đó anh tử tế. Anh không có quậy quạ, cứ như đi nhậu về là vẫn thí dụ em tăng ca là ảnh cũng về cơm nước đâu đó đàng hoàng, tuy rằng nhậu nhậu vẫn cơm nước bởi nhiều khi mình nghĩ cái tình cái nghĩa đó em thương. Nhiều khi những công việc nhà hay nhiều khi em mằn mệt vậy nói ừ bỏ đi mơi tôi không có mằn tôi nhà đi giặt đồ cho. Có sao em nói thật sự thật như vậy. Chồng em đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Mới đây nữa là đi hôm bữa thứ tư, nay chủ nhật là 4 ngày vậy. 4 ngày. Trong 4 ngày nay là em có gọi được không? Dạ không luôn, chặn cuộc gọi của em và của con luôn. Ôi giời. Số điện thoại thì em điện được nhưng mà không bắt máy nhưng mà cái Zalo là chặn. Dạ, của con cũng vẫn chặn luôn. Bây giờ gọi điện là không nghe máy. Dạ, điện thoại là không nghe máy. Em có nhắn tin cho chồng là hôm nay em về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình nhận đi tìm dạ, chồng. Dạ, em không có nhắn tin tại vì em nhắn tin không được, không nhắn tin. Còn nếu mà nhắn tin số thì ảnh không có xem. Tại vì những lúc là em cũng có nhắn tin số rồi lúc sau này anh về em sờ giờ là anh không có xem, anh không có coi. Anh nói không có quan trọng là không có coi cho. Em có hỏi như vậy. Chính là chồng em cũng không có quan tâm đến em. Dạ, rồi. Thì em có nghĩ điều đó nhưng mà điều em thương chồng tại vì nghĩ có con rồi. Em cũng dằn dở hết một lần rồi. Nói chung là em cũng muốn gắn bó cái cuộc dạ, tình này. Dạ, muốn gắn bó cuộc sống này. Chứ không mong muốn là đi một bước nữa đúng không? Dạ. Bởi vì hiện nay là hai đời chồng là hai đứa con rồi. Dạ. Bây giờ mà đi một bước nữa thì chưa biết chừng là thôi khi lại đẻ con nữa thì là khổ dạ. cả mẹ cả con đúng không? Dạ, bởi vì em mới nghĩ là nên vợ chồng nếu mà ảnh còn thương em á thì quay về vợ chồng mà gắn lại mà sống với nhau. Đó. Chứ em thì vợ chồng em không có bỏ, em không có thôi. Tội quá. Bây giờ em hay nói chuyện thật sự tình cảm à?
em nói chuyện trên câu chuyện này, trên video này để hy vọng là chồng em xem được. Dạ. Chồng em nếu còn thương em, chồng hãy quay trở về với em. Dạ. Thì em nói em ở trên đây cộng đồng mạng, nếu anh còn thương mẹ con em thì thật sự anh quay, nếu anh có xem được video này thì anh quay về thì chấp nhận vợ chồng mình em bỏ hết, vợ chồng mình gắn bó lại làm lại từ đầu đó. Thì em cũng nhờ ở trên này thôi chứ em cũng không biết tìm anh ở đâu đó. Thì nếu mà anh còn thương, nếu mà thật sự thương thì anh bỏ hết tất cả thì anh về, còn nếu anh thật sự anh không còn thương thì anh cứ gọi em một tiếng anh nói anh không thương em chấp nhận. Chấp nhận đau một lần đúng không? Dạ, đau một lần không để đau vậy rồi. Thà anh nói chứ anh đừng có mà kiểu mà anh đi như vậy. Anh đi anh không nói từ nào mà nói ừ, vợ chồng mình không hợp nhau nữa, không sống với nhau nữa, không bao giờ anh nói. Thà nói ừ giờ hai chồng mình á không hợp nhau nữa, anh ra đi, anh sống với người khác, em chấp nhận. Chứ mà còn à, anh mà đi về vậy em không đồng ý. Đó. Thì em nói vậy, nếu mà anh có xem được cái đoạn video này thì anh suy nghĩ kỹ, anh điện, anh không về bây giờ anh điện với em một câu cũng được nữa. Tội nghiệp một người con gái. Nói thật là em lo cho anh vô lắm, anh rất có lo cho em lắm, nhưng mà em nghĩ cái thời tình nghĩa vợ chồng, anh đã cũng có một đứa con rồi, nói cái đứa hai nữa, anh cũng không có lo gì cho em, tiền bạc hay là nhà nông gì hết, những lúc mà không phải mà em nói xấu gì, những lúc anh mới đi mần được á, 5 ngày 3 ngày thì về anh cũng đưa tiền cho em, cái nào có em nói có. Rồi những lúc anh không mần được thì em cũng vẫn lo. Tiền bạc thì ví dụ ừ anh ăn uống gì, ừ bữa nay mua gì ăn em cũng vẫn mua, em đâu có bỏ anh đói ngày nào đâu. Cái năm vừa rồi em thất nghiệp mà em vẫn nuôi anh được, mà anh cũng thất nghiệp, anh nghỉ một năm trời luôn. Rồi em mần công ty nữa, và vừa lắm tiền nhà trọ, vừa con nữa. Con nó mới mần tiếp em được mấy tháng nay thôi. Con nhỏ á, cái thằng mà 15 tuổi là con em nhà ảnh. Thế là trong nhiều thời gian qua là đa số là em đi làm kiếm tiền để nuôi chồng. Dạ. Người thì chồng anh cũng có mần, nhưng mà điều lâu lâu anh mới mần được vài ngày thôi. Rồi tiền thì anh cũng về anh đưa cho em, cũng như tại vì thấy em chỉ phí lo lắng nhà cửa đó, thì anh mần được ngày nào anh cũng lo đưa cho em tiền ngày đấy. Nhưng mà những lúc năm vừa gọi thất nghiệp luôn là cũng như là ít có mần, em cũng chấp nhận. Rồi những gọi cái từ cái hôm trước 30 tháng 4 là anh cũng đi mặn cũng cơm nước vậy đó. Em cũng không biết là anh đi là anh quen nhỏ này hồi nào, rồi cái anh mới là đi, em chuột chiếc xe này của anh, là anh cầm chiếc xe này là hai lần rồi em vẫn chuột ra đó anh. Ôi mỗi ơi. Lần cầm là 20 triệu em chuột ra, hai lần là 40. Chồng em cầm tiền cầm xe là chi nữa, đi ăn nhậu đó. Ôi rồi lần này nữa là lần thứ ba đó anh à, chứ không phải mà em ơi gì. Là em ơi chia buồn với em rồi à, chứ không phải là gì đâu anh, cái này là cầm đầu thằng này là chắc thứ ba rồi đó. Người đàn ông mà vừa làm biếng mà vừa không lo cho vợ con mà cầm xe đi thế này cho vợ nuôi thế này thì nó em lo là hai lần rồi. Em cũng nghĩ là anh cũng thay đổi, em mới nói như nè, ôi anh à em chuộc lần này nữa là em cũng mỗi mệt là em mới chuộc cái xe này ra hôm là 28 Tết mình vừa rồi đó. Thế là cầm hoài luôn. Rồi em nói thẳng là ảnh có cái điện thoại em nói đâu với anh này, hiện giờ ảnh đang xài đó, là của cái thằng bạn bằng phải không, mà kiểu như nó cầm có 800 ngàn thôi. Là lan là ổng nói thôi giờ đưa giấy nè, ai có xài thì đưa tiền đi chuột đi. Cái bữa đó cái về cái nói với em, tại vì nhà thì em cũng có, con cũng có, mà thấy ảnh không có cũng tội nghiệp xài cái cục bắp, tại vì ảnh cũng có mà cũng đi nhậu hay cầm hoài hà. Rồi cũng như rồi cầm cái rồi bỏ luôn. Thế em mới thấy vậy, em mới nói với thằng con em á, thôi nhí ơi cái điện thoại này người ta cầm có 800 à, tại vì con em nó mặn hàng tuần nó có tiền, nó nói thôi tiền của con nó cho mẹ mượn đi, rồi đi chuột cái máy này ra cho cha chạy. Hiện giờ cái máy này anh xài là lấy tiền của con đó. Trời. Em lên đây là em nói bằng sự thật, cái này thương sao nổi được em, tại vì em không biết em nghĩ sao mà em cũng nói là không bỏ được. Trời. Mà mỗi lần cái câu nào em nói bỏ là em đau lòng lắm. Trời ơi, mình bị tĩnh tâm lại ngồi suy nghĩ lại em ơi, bởi vì nếu như thế này thì anh nghĩ rằng là không cần chồng em vẫn sống được mà. Nhưng vẫn mà nuôi em, con được mà. Em cũng lâu là em cũng tự nghĩ như vậy luôn, nhưng mà em không biết sao mà em không nghĩ được như vậy. Chứ chồng như này có phụ em cái gì đâu mà em thương. Rồi thêm bây giờ thêm nay giờ anh là có cái sân tật này nữa. Nhưng mà em cũng chấp nhận em bỏ hết tất cả. Vừa nhậu vừa đi cô nọ lỗ cô kia, tiền bạc cầm xe nuôi người nọ, ăn người kia. Trời ơi, này làm sao mà thương được. Em hãy suy nghĩ lại trong cuộc tình này em nhé. Anh không có khuyên em bỏ vợ, bỏ chồng em ạ.
Nhưng em hãy lên suy nghĩ lại, bình tâm suy nghĩ lại, để mình có chồng mình được cái gì, mà mình không có chồng mình sẽ được cái gì? Một mình liệu có nuôi được con không? Như trước đây em vẫn nuôi được cả chồng cả con thế thôi. Thì trước giờ là có một tay em thôi, bây giờ con em cũng nó bằng được rồi, nó cũng đỡ đần em được một chút. Đúng không? Nhưng mà điều suy nghĩ, em nghĩ là tại vì là em... Hay là lâu lâu có ông chồng này, ông đi nhậu về, ông nấu cho em bữa cơm thì em thích, em vui. Em cũng không biết không, chắc nghĩ không có gì, tại chắc em còn thiếu nợ. Trời ơi, thiếu nợ trả, giờ phút này trả xong rồi đó. Em ạ. Nhưng mà em nói giờ, ví dụ anh không còn thương nữa thì anh cứ nói thẳng ra đi rồi. Thì từ từ, chắc vài ngày, vài tháng gì em cũng sẽ quên được. Từ từ để về, dạ. Có thể là mình sẽ... Sẽ tự, từ từ mình sẽ bỏ được, chứ một lúc một giờ thì... Kiếm một cái gì cho vui hơn, cho dạ. Quên đi. Một là hát karaoke tại nhà. Dạ. Hai là lên mạng này, đọc báo, đọc sách. Dạ. Hoặc là nghe kể chuyện, hoặc là nghe nhạc. Nhá. Dạ. Ừ, để cho tĩnh tâm lại đi, chứ anh thấy em là tội quá. Tại vì em nằm ở nhà nhiều khi em suy nghĩ cái gì này á. Là em cũng hay xem những cái clip của anh Hải này lắm. Nên em giờ em nghĩ cũng nhầm người, cũng giống hoàn cảnh như mình hay là khác hơn mình, không biết. Nhưng mà điều đó, em nghĩ chắc thì ví dụ ảnh mà xem được thì ảnh không về cũng được, nhưng mà ảnh điện em. Chắc chắn là 1-2 ngày nữa sẽ điện đó. Dạ, thì Hà nói với em là ừ bây giờ là không còn thương nữa. Bây giờ chấp nhận chia tay, Hà nói thẳng. Chứ anh đừng có làm thinh như vậy, anh đi vậy em không có biết đường đâu mà em tỉnh. Em cho anh hỏi lại này, chồng em họ tên đầy đủ là gì? Trần Văn Úc. Sinh năm mấy? 1989. Chồng em nguyên quán ở đâu? Dạ cùng quê luôn, đều huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Dạ. Chồng em trước khi đi là lấy của em chiếc Mario. Dạ chiếc Mario. Màu gì em? Dạ màu xanh. Dạ. Hôm nay em về đây là tha thiết muốn tìm chồng. Dạ. Để về cùng nói chuyện với nhau một dạ. lần. Nếu mà ở được thì ở, mà không ở được thì mình chia sẻ tay nhau thẳng thắn, đúng không? Dạ. Thà đau một lần phải không? Thà đau một lần là bỏ rồi anh đi là của em, mà đó giờ em bằng em lo cho anh. Thì anh đi sống với người khác thì em xin anh trả lại cho em, rồi anh tự ra đi sống với người ta, tự lập gia đình mới. Còn của đó em để sau này cho con. Tại vì tên em đứng em bằng em trả góp. Em bằng đi bằng hôm. Một người phụ nữ anh hiểu được tâm lý, cảm xúc, một tình cảm, tâm tư, vẫn công việc của một người phụ nữ phải làm một cái công việc vô cùng rất vất vả, nuôi chồng nuôi con mà mua một xe trả góp. Có 40 mấy triệu mà thành những gần 80 triệu. Dạ. Mà không những như vậy là trả cho chồng hai lần vì chồng đi cầm xe nữa. Dạ. Là 80 cộng với 40 là 120 triệu rồi. Xong lại phải lui ông tướng rồi nữa. Đúng chưa? Dạ. Thì thực sự là quá đau khổ. Anh nghĩ rằng em nên suy nghĩ lại trong cuộc tình này em nhé. Thì em cũng hôm nay là anh đến đây á, là em nhờ anh đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải. Là có thể là em suy nghĩ gắt. Cả sáng đêm hôm em tính là em không có đi. Nhưng mà em suy nghĩ gắt rồi đứa hôm sáng giờ, nên em mới nói thôi quyết định em đi. Em nay em đi lên đây, em ghi hình lên đây. Là có thể nếu mà anh xem được, một là anh á, bỏ hết tất cả thì về sống với vợ con. Còn hai nữa thì vợ chồng mình chia tay. Là hôm nay là em đến tới đây đó. Em đến tới đây là thật sự là có thể là em suy nghĩ rất là chuẩn em mới đến đây. Còn nếu mà em suy nghĩ anh sau này anh còn trở về là em không đến đây. Còn bây giờ nếu em đến đây á, thật sự á, anh bỏ hết tất cả thì anh về đây thì vợ chồng mình hàn gắn lại, lần hoàng lại thì em chấp nhận, em bỏ lỗi hết. Còn nếu mà anh đi nữa thì em xin anh lo chiếc xe trả về cho em liền. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất chân thành nhé. Dạ. Hôm nay em về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm chồng. Dạ. Một cái câu chuyện là cũng là chồng nhưng mà chồng đặc biệt. Hôm nay em có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Dạ, em đồng ý. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Dạ. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Dạ, em cũng nhờ em nói nhắn lời cuối với anh, với chồng em. Nếu mà anh có xem được đoạn video này thì anh nên một là anh gọi cho em cũng được, không cần anh về. Nói nếu mà vợ chồng mình không hợp nhau nữa thì vợ chồng mình chia tay, em cũng đồng ý. Thì em xin nếu mà chấp nhận chia tay thì của anh, của em á, thì anh phải lo về cho em. Em đã đến đây rồi là em cũng suy nghĩ rất kỹ. Đó. Rồi cảm ơn em. Dạ em cũng cảm ơn đội. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em trai này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đồng Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em trai này cùng với gia đình có cái câu chuyện để giải quyết, tránh tình trạng mà bây giờ em gái này phải ra thực sự rất khổ tâm đi làm tiết kiệm mà tích góp và mua xe cho chồng, đến giờ phút này cũng không biết là chồng đem xe đi đâu. Hy vọng là em trai suy nghĩ lại để quay trở về ngay lập tức để cùng nói chuyện với chồng của mình. Cuối video cho phép công trần chỉ là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.